Chào các bạn, trên kênh14.vn có tin tức Sơn Ngọc Minh bất ngờ tung tin nhắn riêng tư với Erik, xác nhận từng yêu và bị bạn trai cũ lợi dụng để PR tên tuổi. Tối ngày hôm qua, ngày 12 tháng 11, Sơn Ngọc Minh có chia sẻ dài nhắc đến Erik. Năm 2017, tin đồn Sơn Ngọc Minh và Erik hẹn hò lan truyền khắp showbiz Việt khi liên tục có những hình ảnh tình tứ của cặp đôi này được chia sẻ. Khi ấy, cả Sơn Ngọc Minh và Erik chưa từng lên tiếng về vấn đề này. Tuy nhiên, vào tối ngày 27 tháng 5 năm 2017, hình ảnh Erik tình cảm hôn má cựu thành viên của nhóm V-Music bất ngờ rò rỉ khiến người hâm mộ không khỏi xôn xao. Sơn Ngọc Minh đã nhanh chóng đăng tải dòng trạng thái khá dài trên Facebook cá nhân. Nam ca sĩ đã phủ nhận chuyện yêu Erik. Sơn Ngọc Minh cho biết cả hai chỉ là những người bạn rất thân, thậm chí còn thân thiết hơn cả gia đình. Tuy nhiên, cũng vì áp lực từ tin đồn tình cảm mà hiện tại Sơn Ngọc Minh và Erik đã không còn là bạn. 2 năm trôi qua, tưởng như chuyện lắng xuống khi giờ đây Erik có cuộc sống riêng, còn Sơn Ngọc Minh thì công khai hẹn hò với bạn trai đồng giới. Tuy nhiên, sóng gió lại tiếp tục nổi tiếng. Cụ thể, vào khuya ngày 12 tháng 11 năm 2019, Sơn Ngọc Minh đăng tải loạt tin nhắn riêng tư với Erik từ cách đây khá lâu nhằm đào lại câu chuyện yêu đương. Có thể thấy trong loạt tin nhắn này, cựu thành viên của V-Music muốn níu kéo nhưng Erik muốn tập trung cho sự nghiệp và tương lai. Người ta sau khi quen tôi thì lại thành công với bài hit của họ, nhưng vừa ra khỏi công ty thì làm gì quen ai, nên tôi đem hết mối quan hệ của mình giới thiệu cho họ. Mừng húm họ bỏ tôi, tại họ nghĩ họ nổi tiếng hơn, lợi dụng tình cảm xong rồi thì ở lại làm gì. Mà thật, họ nổi tiếng rồi còn dùng tôi làm vài bài PR, đạp tôi xuống đáy xã hội chỉ để quảng bá cho sản phẩm của họ. Tôi nhận hết lỗi về mình, lúc đó tôi còn yêu, còn thương nên mới vậy. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ sống như người bình thường, chẳng chuyện gì xảy ra cho đến khi họ lại lôi tôi ra để tiếp tục PR. Tóm lược chia sẻ gây báo của Sơn Ngọc Minh là ý chủ định nhắc tới Erik. Ngay sau dòng chia sẻ này, Sơn Ngọc Minh tiếp tục bày tỏ trên trang cá nhân: các bạn fan của bạn kia vào chửi đi, mình nói mình không muốn nổi tiếng, tức là mình đã xem nhẹ chuyện này. Trong khi đó, phía Erik chưa có chia sẻ gì về việc này. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với nhân vật chính để cập nhật thêm thông tin. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.